you look so good. Chắc một đơn người ra bóng cả ngày đi chơi đừng có bỏ qua. Chắc là để dành cho anh. Yo space boy đang từ anh đâu sao không mang cờ. Chắc là để anh được đậu xanh này mà cầm lái thì hành khách chỉ có sảng khoái ngồi chờ tới bến. Tôi đã đón cha đón cha các em có đi lại anh chẳng mang. Chỉ là lâu lâu bị thất thủ bởi cái xe phản chủ thôi mà. Chạy cái gì mà kỳ cục quá vậy? Không dừng á, con nhảy xuống đi. Mà đậu xanh thất thủ thì sao? Thì đậu đỏ ăn dép. Lái xe kiểu gì vậy bà hai? Đâu phải là tao đâu, là cái thằng không ăn chứ bộ. Em xin lỗi. Cô dễ sợ. Đâu trời ơi, không ai chạy tới đâu rồi hả? Trời ơi, đừng có hối nữa, đang đi đường tắt về nè. Cái gì? Chết thổ tùng nữa hả? Biết là còn hỏi cũng đây rồi, chắc là đêm anh tụi anh đứng nằm trong cái bờ space cái đường đi nhạc hay để chơi. Chưa xuống mà la cái gì? Bây giờ mới xuống nè. Hey. Lặng đi mình lặng nghe. Cuối chừng nào tụi bay mới chịu về? Tụi bay có tin đàn tao đủ tụi bay ra khỏi hợp tác xã luôn rồi. Đang về nè, đừng hối nữa. Trời ơi trời ơi, đang là khi nào? À bây giờ nè. Nữa hả? Tao hốt không rồi hả? Tụi bay mệt không? Nhớ mệt. Chứ tao mệt tụi bay lắm rồi đó. Hai chị em tụi bay. Đậu xanh. Và đâu đó. Một đứa tài xế. Một đứa lơ xe. Đúng rồi. Một tháng chạy 10 chuyến. Thì 12 chuyến có chuyện. Nguyên cái hợp tác xã này ai cũng nói tao khùng khi mướn hai chị em tụi bay chạy xe tiếp. Tụi bay thấy tao có khùng không? Dạ có. Bảo vệ. Đậu xanh. Kiểu này á là tao với mày á là Tết năm nay hấp cháo luôn rồi. Không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường, khiến người người nhà nhà háo hức dọn dẹp nhà cửa, mua sắm mọi thứ cho những ngày Tết. Thế nhưng những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy lại là cả ước mơ đối với những người con xa quê. Hãy cùng chương trình radio ký ức lắng động với bài hát sau đây nhé. Tôi mì gói nữa hả? Còn cái gì mà lấy, nghèo mặt đẹp rồi. Tính sao tính đi. Thì mai tao đi xin bến khác. Làm dữ vậy? Giờ còn bến nào chịu nhận nữa? Không nhận á thì tao đón khách vụ ngoài bến.
với cái tay lái lụa như chị hai mày á thì bèo lắm một ngày tao cũng đua được hai chuyến miền Tây đi về. Đua biết rồi á, có bến rượu nhận đâu. Mà nói gì thằng kia hả? Tao mà không đua hả thì 3 năm qua tao với mày làm gì có chỗ đứng trong giới xe đò như bây giờ. Tôi không cần chỗ đứng vậy đó, tôi chỉ cần có tiền về quê cưới vợ thôi. Mày thấy con Mén á, nó chờ tôi muốn xin thằng con Mắm luôn rồi kìa. Mệt mày quá, bây giờ mày chỉ muốn kiếm tiền để cưới con Mắm thôi chứ gì? Con Mén. Con Mén thôi chứ gì? Nè, tao hứa với mày á là trong năm nay tao sẽ kiếm đủ tiền để cho mày về quê cưới vợ, được chưa? Xong cái này. Còn cái vụ về quê ăn Tết tính sao? Sao là sao? Thì 3 năm trước lúc bỏ nhà ra đi á, có người tự nói là 3 năm sau làm giàu trở về. Bà mỏng về á, tôi cũng không về đâu á. 6879 nhắn nhủ về cho cha mẹ. Má ơi má, năm nay con không về quê thăm ba má được. Ba má nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con lúc nào cũng nhớ về quê hết. Nhớ ba má. Tao hứa với lòng rồi, tao mà không làm được chuyện gì lớn thì tao mới về thôi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi được xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Về rồi đó nha. Sao rồi? Không có bến nào chịu nhận đúng không? Tất cả là tại cái miệng thúi của mày á. Nè, bà họ đổi tên thừa phải không? Họ nào? Chị bỏ thật đi nha, cái tật nó sâu lắm á. Mày nói gì hả mày? Hả? Họ đổi thừa nào? Tất cả là lỗi tại mày. Mắc gì vậy tôi? Mắc gì tại tôi? Tại bà lái xạo á nên giờ không có bến nào chịu nhận nè. Ổng cái gì? Hả? Tao sẽ chứng minh cho mày thấy là mấy cái bến nó không mướn một tay lái lụa như tao á là sai lầm lớn nhất cuộc đời của họ. Vậy hả? Ê, cho qua hỏi thăm coi. Xe này về Cà Mau phải không? Tôi muốn bao hết nguyên chiếc xe này chở tôi với của gia bảo tôi về Cà Mau một cách an toàn. Ngày mốt khởi hành, à, tiền bạc không thành vấn đề, được không? Ôi tiền nhiều quá, hey! Biểu hoài xạo hết, hey! Tết này ta xe đã cứ vui chơi không cần suy nghĩ. Tiền nhiều quá, tiêu xài sao hết, mua liền xe bus, đi chơi khắp nơi. Ơi, khắp nơi,
khắp nơi khắp nơi khắp nơi. Thôi, hai đứa bay đu dây điện hả? Thật ra là cái chuyện này rất là nghiêm trọng và khá là căng thẳng đó nha. Nhưng mà nếu mà rất là nhiều tiền thì hết căng thẳng. Ta đã nói là tiền bạc không thành vấn đề. Tụi bay điếc hả? Ủa? Năm vất vả phương xa, suốt năm vất vả bôn ba, bao lâu nhớ quê không thể về nhà. Thôi, lắng lo gác lại anh ơi, Tết nay nhất định vui chơi, để xe mua vé quê mình rồi mời. Không cần quà cáp, không cần lo lắng, miệng cười tươi tắn, áo Tết mới sang tưng bừng trong nắng. Ba mẹ trong ngóng, ông bà trong ngóng, chân chừ chỉ nữa dậy lên đi về đón mừng Tết sang, Tết sang, Tết sang, Tết sang, Tết sang. Cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà. Sao rồi đó? Còn anh em tôi cái thắng được không? Sang tình yêu như nước. Một năm nhưng vui nó ấm bên nhau hãy cười thiệt nhiều. Dẹp đi bao nhiêu lo lắng ta cùng với nhau ăn Tết thiệt vui, ăn Tết thiệt vui cùng chơi xa lắm ăn Tết thiệt vui. Chắc là không được đó. Thôi kéo rồi đi. Rồi, rồi. Mai, hả? Cái này có chắc chắn không vậy? Hên xui. Hên xui là sao? Hên xui là hên xui chứ sao? Vậy thôi, mình bỏ chuyến này luôn đi. Hả? Không được, tao có cảm giác như chuyến này là một chuyến cực kỳ quan trọng. Quan trọng, quan trọng. Bà lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề thì có. Mày không biết là tao sinh ra để làm được những điều quan trọng sao? Xàm quá. À, tới luôn nè, Sài Gòn Cà Mau một duy nhất về quen tới đi. Ủa, hút rồi, ơi. Đúng rồi, lùi xuống, lùi xuống. Lùi xuống, lùi xuống. Rồi, từ từ, lên. Về quê chú ơi. Về quê. Rồi, chọn thoải mái nha chú. Chú. Của mấy người này là ai vậy? Là khách đó chú. Đúng rồi chú. Khách cái gì, tôi đã bao hết chuyến xe này rồi mà. Thì đúng là chú bao hết cái xe này nhưng mà. Một mình chú sao ngồi hết được cái xe đúng không? Trong khi đó Tết nhất tới nơi ai cũng muốn về quê ăn Tết. Chú mà không cho người ta lên xe là Tết này á, chồng xa vợ, vợ xa con xa ông bà xa con cháu, tội nghiệp lắm đó. Nói tóm lại là gia đình người ta không được sum vầy thì lỗi tại chú hết. Chú chịu trách nhiệm hết luôn đó. Thôi nín đi, nói nhiều quá. Ta lấy cây tao gõ vô cái mỏ tụi bay sưng hết bây giờ. Bực mình. Chú bà kìa. Tại mày. Tại bà. Mày ham tiền. Tại bà. Mày á. Tại bà. Phần của mày nữa. Phần bà nhiều hơn. Nên bây giờ tôi chấp nhận cho mấy người đi chung chuyến này đã. Nhưng làm ơn kéo hết xuống mấy ghế ở sao mà ngồi. Còn không thích á thì tuột hết xuống chiếc xe. Tôi đi chiếc xe này một mình. Hợp tác dữ vậy. Tới luôn mà hai. Rồi. Hoàn thành chú. Ủa, thấy nó có nhúc nhích gì đâu. Con cam đoan với chú là xe chạy rồi đó. Chú cố gắng cảm nhận đi. Cảm nhận? Cái kiểu này chừng nào mới tới? Thì hên nó thì 9 tiếng, còn xui thì gấp đôi thôi. Cái gì mày? Trời ơi, chú yên tâm đi. Bây giờ là đang chạy Rodai thôi. Một hồi nữa từ từ nó cũng nhanh à. Từ từ là khi nào? Cái này còn hên xui. Có lúc á ra xa lộ là nhanh liền à. Có khi á, về đến bến thì nó mới nhanh á. Mày nói cái gì? Cái xe này tao thấy tụi bay đem đi ngâm tôm đi. Trời đất quỷ thần ơi. Muốn nhanh thì phải từ từ chú ơi. Trong bình minh muôn loài chim hót tan mọi nơi, đem trong tiếng cười cho những người bị thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời như trong vạt nắng. Vừa ra xa lộ cái là xe chạy nhanh liền. Chú á, là chú hên lắm á nha. Hên đâu, thấy toàn là xui xẻo không. Ủa, chú nói gì vậy chú? Thôi đừng có quan tâm, ý ta nói là nhanh hay chậm không thành vấn đề, miễn sao an toàn về quê ăn Tết với vợ con là mừng rồi, hiểu không? Cái đó thì chú yên tâm, đậu xanh mà lái xe. Đậu đỏ này mà làm lơ xe. Thì chắc chắn chú sẽ an toàn trên xe lộ mà về đoàn tụ với ông bà.
tụi bay nói gì vậy? Nó bậy nó bạ gì á hả? Dạ không, ý của bà nói là lần này á chú sẽ được an toàn về quê để đoàn tụ với vợ chú với lại mấy anh chị cốt nháy ảnh hương con chú á. Đúng á, đúng á. Léo lự à, tôi tên Tư Ếch là xấu thiệt đó, nhưng mà tôi đẻ con đặt tên không phải là cốc nhái ảnh hương đâu nha. Rồng phụng à, chứ không phải đậu này đậu nọ tầm thường như ai kia đâu. Nói bà tầm thường kìa. Nói mày nữa đó. Nói bà bất thường á. Mày bất thường á. Chắc bà bình thường chắc à. Mày á mới bất thường á. Bà nó đang gãi cầm. Ta không tới về đây nói dở dễ sợ. Địa bàn đột kích mới nhất là lỗ mũi. Ông có nói gì trọng tâm được không? Nói tào lao vậy. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam ngại chi được xa không tới. Trọng tâm là nó đã lấy cái thứ trong mũi của nó chép vô con chị nó. Cái ông này, ông có thể theo dõi cái gì bớt liên quan tới tai mũi họng được không? Mỗi em tìm lem rồi nè. Chó ử dơ. Ử dơ dơ ử dơ mày. Trời ơi, con này lái xe đi. Tụi nó đang quýnh lộn. Ai? Con chị tài xế chứ thằng em lơ xe. Ủa, rồi ai lái xe? Ai lái xe không quan trọng. Quan trọng là ông có làm được hay không. Còn không làm được, đợi người đi. Nó thất bắn đánh ngồi đó. Tụi mình đang ngồi trên xe. Tụi nó đánh lộn. Dạ, ai lái xe? Đánh lộn nhau nữa. Không, ai biết gì. Mày á, ai biểu mày ở dơ chi, mày phải cho tao đánh một cái. Mày là đàn ông mà mày nhường cho nó đánh cái đi. Anh lộn mày đàn ông là bà gì? Trời ơi, tụi bay chạy xe gì mà phải coi sinh mạng của hành khách, không ra ký lô nào hết trơn hết trọi. Đâu có đâu chú. Trời ơi, chú yên tâm, thế vậy thôi, chứ tụi con hả lái 10 năm rồi, an toàn. Đúng rồi. Sao sao, đã không? Hết giận nha. Ê, ê, đó. Gì? Đó. Gì nữa? Gì? Hình như tao thấy bốn đứa hành khách làm sao, nó kỳ kỳ sao đó. Kỳ kỳ hả? Ừ. Có đâu, tụi nó tự trang điểm thôi mà. Không có. Hình như tụi nó đang theo dõi tụi mình á. Theo dõi? Ừ. Bình thường thôi chứ có gì. Tụi bay khùng hả? Chú này, chú đợi đó đi. Con sẽ cho tụi nó hiện nguyên hình cho chú coi. Ừ. Đó. Dạ. Ôi da trời, trời. Trời ơi. Ôi xin lỗi chú. Trời ơi, mày lẫn vò gà mày cúng hả? Đó. Chú coi chừng có biến nha. Hình như là cái hộp. Thôi chú đánh con. Tao bị liệu. Ê, cái nào nó ngủ? Cái nào nó ngủ? Nào không? Ê, ra đâu? Vậy là còn đó. Ờ. Thấy chưa? Bây giờ là con chắc với chú là tụi nó đang dòm ngó cái món đồ gia bảo của chú đó. Đúng rồi. Hèn chi hả? Tụi nó đòi lên xe này bất chấp giá cả luôn á. Ừ. Tất cả là tại bà á. Ừ. Tại bà ham tiền mới cho tụi nó lên xe đó. Cái thằng này, mày nói cái gì vậy hả? Ở đây ai là đứa ham tiền? Đố thừa không à. Bây giờ đuổi tụi nó xuống hết đi, vẫn còn kịp mà. Khoan, khoan. Hình như tao gặp mấy đứa này ở đâu rồi nè. Dạ, cái hộp của chú ạ. Ủa, ai vậy? Tôi cảm ơn.
Thì ra là tụi nó có âm mưu ngay từ đầu á. Báo công an, báo công an, báo công an. Không có được, không có bằng chứng đâu mà báo. Không có bằng chứng hả? Không có cách khác. Bây giờ ha, con gọi 500 anh em tài xế tới luôn tụi nó luôn. Ừ, báo 500 nha. Cô mày thích bạo lực quá vậy. Ủa, bây giờ làm gì chú cũng không chịu hết trơn vậy. Cuối cùng chú thuộc phe nào? Thì ra là chú, là chú là có âm mưu với tụi nó để cướp cái xe này phải không? Cái gì? Cướp cái xe cà tàng này đó hả? Đúng rồi hả, nhìn mặt mà hả không đoán được bộ đồ lông mà. Tao lấy cây tao gõ vô mỏ mỗi đứa một cái sưng dù lên hết bây giờ. Ủa chú còn câu nào mới hơn không? Sao câu này chú dùng hoài vậy? Còn nè. Ôi da, Trời chưa. Tụi bay nghĩ sao tao cướp cái xe cà tàng này đem về dưới quê tao làm gì? Lót ổ cho gà đẻ hả? Xin lỗi gà nó không thèm vô nó đẻ nữa đâu. Tụi bay muốn luộc đối phương hả? Có quan sát kỹ đối phương chưa? Nhìn kia. Mấy cái vỏ đồ chứ biết đâu toàn là binh khí hạng nặng không rồi sao? Tụi bay luộc nó, tức móc binh khí ra, nó luộc nước tụi bay, lúc đó tụi bay nát mấy. Chưa kể, nhìn xuống đường đi. Đó, xung quanh kìa. Biết bao nhiêu người? Biết đâu mấy người đó là đồng bọn của nó. Đông như vậy tụi bay luộc nổi không? Ê, đậu đó, mày bị gì vậy? Mày bị gì đó, đó, đậu đó, đó. Mày sao? Ủa, máu đâu rồi? Trời đất ơi, tào lao, làm hết hồn không à. Bây giờ quan trọng á, là mình giải quyết cái tụi làm sao kìa. Trong binh pháp, cái cách này tốt nhất. Nghe nè, nếu địch bất động thì phải bất tỉnh. Địch động thì ta chạy. Gì kỳ vậy? Kỳ á? Chết quốc hả? Mày sao rối? Ê, ê, thật ra là nếu như mà tụi mình đông người á thì tụi nó có dám làm vậy không? Chạy đi! Đậu, 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 đậu. Xe con Cà Mau một chuyến nhất về quê ăn Tết bà con ơi. Nhanh trên là ngoài ghế, chậm trên là ngoài mui, là ngồi đâu cũng vui là về quê ăn Tết nha. Lẹ lên con ơi. Lẹ lên ơi. Xe con ơi, lên xe bên đây. Lên xe bên đây. Nếp vô, nếp vô. Nếp vô luôn. Rồi, chuyện này nha, chuyện này xong. Ngồi đây nha. Xong. Không gì là không thể. Tiến lên bà hai. Ê, khoan khoan khoan, cậu chờ xíu, bên tôi còn ba người. Thôi trễ rồi chú ơi, làm sao để mấy chục người trong xe chở ba người của chú được? Đúng rồi, cô cậu ơi làm ơn thông cảm cho. Ta nói cái gánh hát của tôi phải qua Vĩnh Long diễn liền, mà bây giờ đón xe khác qua bệnh viện chạy khán giả chửi. Thì mỗi bữa chú diễn cái tuần nào 5 người thì hôm nay chú diễn cái tuần gì 2 người thôi. Đúng rồi. Không được đâu chị ơi, cái gánh hát của em á mà không có ba đại mỹ nhân á, Mỹ Tâm, Đông Nhi, Tăng Thanh Hà là không có bán vé được đâu. Mệt quá, đi để đi. Cùng lôi á. Có Tăng Thanh Hà hả? Dạ có, em thề. Nhưng mà cái... Mày á, làm ăn như mày bởi vậy cái xe không lên nổi là vậy mà. Khách cần thì phải phục vụ chứ. Có Tăng Thanh Hà thiệt hả chú? Cô ấy cứ từ từ, bao lâu xe cũng sẽ chờ. Chạy cái gì mà chạy? Mấy người không đợi được thì đi xuống. Mấy cái người này không có lòng thương người gì hết trơn à. Cô tới chưa chị? Dạ có nghe. Ai vậy? Mỹ Tâm. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau. Lâu quá vậy. Trời ơi, mừng quá, bắt được xe rồi. Tưởng trễ, rồi chạy quá trời ngớt bể mấy cái trứng rồi. Trứng gì bể? Không biết không? Ôi mệt quá. Rồi tránh ra coi, tránh ra coi. Mày dở lên. Đông Nhi ơi, Đông Nhi, lẹ lên Đông Nhi. Để Đông Nhi, ép tôi hay lắm. Ừ, giờ mới lên. Cái này đông lạnh á. Trời ơi, Tăng Thanh Hà, Tăng Thanh Hà.
làm gì mày thấy tăng tanh hà rồi mày tăng xong hả mày? Tăng chưa? Leo lên, để lên. Mỹ nhân ha, tăng tanh hà ha. Thôi nha, quê là có quệ lắm á. Đẹp quá. Xe, xe còn chỗ cho tôi lên với. Hết chỗ rồi. Hả? Hết chỗ rồi. Bao nhiêu tôi cũng trả mà. 500 triệu không? Ủa, ngày thường có 150 à. Thì ngày thường đi đi, tới làm gì? Khoan anh ơi. Khoan, tôi chịu. Chịu đúng không? Móc xẻ liền. Rồi, đủ, chạy xe nha, mở cửa dây. Lên xe luôn. Lên. Rồi, giờ xe này của anh á, tha hồ chọn ghế nha. Giờ để tâm sự mỏng với huynh đài vậy. Mình sống trong giang hồ á là mình phải biết sống có tình, có nghĩa. Hiểu không? Hiểu. Đúng. Cái vấn đề ở đây á là mình bị hói nách. Nó bình thường lắm. Nhưng mà mình chịu mình thôi. Mình đừng có liên lụy tới người khác. Hiểu không? Hiểu luôn. Rồi. Giờ để tính vậy. Hồi nãy huynh đưa đệ 500 ngàn. Giờ đệ đưa luôn cho huynh 500 ngàn nữa là chịu. Huynh xuống sẽ giùm đệ được không? Không. Mày giải quyết ra giùm tôi đi kìa. Vô dụng. Để đó tao. Chứ giàu không? Em chạy. Tao xin mày. Mày xuống xe giùm tao đi. Mày đuổi anh Tết của tao rồi. Tao còn kiếm tiền anh Tết nữa. Tao xin mày lắm. Em xin chị, em không có xuống xe em chạy được đâu. Tao xin mày lắm. Em xin chị, em không có xuống xe em chạy được đâu. Tao xin mày lắm. Em xin chị à. Rồi tao bó tay rồi đó. Bây giờ sao? Xử nó. Thằng rượu mời không uống. Muốn uống rượu bạc không? Đi hả con? Đi đi hả? Thôi anh ơi, tới mày mong về má em buồn lắm. Kệ mày. Máy canh nghèo không có người sửa sang. Tao quan tâm. Khu vườn nhà em sẽ thiếu mai vàng mừng xuân á anh. Tao không cần biết, xuống xe. Má em ở dưới quê có mình mà bị mù nữa. Thôi, tao cho phép mày đi tiếp đó. Rớt. Ê, tao là cái người thuê nguyên chiếc xe này nha mày, nhớ không? Ờ ha. Quên. Nhưng mà nó thua hết luôn. Đúng rồi. Yên tâm, tao có cách. Không biết cái cách xác múa này có hiệu nghiệm không nữa. Thì ông nói pha học để chứng minh đó. Hoàng này, khóc quậy mày. Tôi đỡ đâu lấy sầu riêng sáng vô chứ. Sầu riêng nè là tao ăn, còn mày là muối thôi, biết chưa? Bài, thử đi. Còn xíu hả? Vậy chơi hết luôn đi. Thôi, tụi bay làm quá. Cho nó lên đi. Mất gần hết khách. Nhưng mà tới luôn đi hai. Tao mà bắt được tụi nó, tao sẽ nướng lưu rồi nhai cả thịt lẫn xương. Còn tôi sẽ xé tan xé nát tụi nó ra cồn còi ăn. Chi cho cực vậy? Cái kiểu này mình chỉ cần băm nhuyễn ra nấu cháo cho dễ hút. Nấu chồng. Nè, tôi cấm bà dựng xe cơ chưa? Rồi đuổi khách đòi xuống xe là sao? Để đó tôi lo. Cho tôi xuống xe bác tài ơi. Nhảy đi, nhảy đi.
Trời ơi, dừng xe lại cho người ta xuống đàng hoàng tử tế. Kiểu nhảy té sắc mặt à. Nhảy đi, nhảy đi. Chú có 1m4 à. Nhảy xuống thì còn 6 tấn nhận cha. Không đợi đàn ông chú ơi, đợi đàn bà con gái thôi. Trời, nhảy đi Mỹ Tâm. Thôi, Mỹ Tâm không nhảy được. Để tôi mở hàng cho. Mày sao hả? Đau. Giỏi quá mà. Để em lo hết mà. Nè, quê có quẹ ngang. Ờ, được rồi. Ôi trời. Bà làm gì vậy? Tập quá. Bày khủng quá. Chạy xe sao không ngừng lại cho khách xuống? Đang chạy bắt người ta phóng xuống là sao? Chú không biết gì hết trơn á. Bây giờ mà mình dừng xe hả? Là tụi nó hả? Luôn tụi mình luôn á chú. Ừ. Trời ơi, đói bụng quá. Phải chi giờ có gì ăn? Thèm gà nướng lu muối tiêu chanh. Còn tôi gà xé phai trộn gỏi. Vậy mất công nhai lắm. Chỉ cần một tô cháo thịt bằm húp rột 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 là no. Gà luộc nuốt trọng nhanh hơn. Đói bụng quá, dừng xe lại đây. Sao giờ? Yên tâm, tôi đã có cách cho tụi nó ăn mà không cần phải dừng xe. Chờ con 5 phút. Hể, alo, Quái Nhi hả? Cô nè. Cô đó hả? Sao giờ này không gọi cho Quái Nhi vậy? Tại vì cô muốn cho Quái Nhi mừng rỡ cách đột ngột đó mà. Còn bánh mì không? Bán cho cô 30 ổ được không đó hả? Dĩ nhiên là còn rồi, ế dữ lắm. Mà khi nào cô lấy? Liên liên ngay bây giờ nè, Quái Nhi bên phải nè. Ủa lấy chắc không dừng xe? Thì là khổ quá đi, xe giờ không có được. Cứ chạy đi, mọi thứ để Quái Nhi lo. Quái Nhi! Hi! Yeah! Hello darkness, my old friend. Quái Nhi ơi! Quái Nhi! 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 Quá Nhi. Cô hôm nay thì là đa tạ Quá Nhi quá đó mà. Không có gì đâu mà. Nhưng mà nè, lần sau đừng có mà ném đồ ăn bậy bạ như vậy nữa nghe chưa? Biết rồi. Gắn lượng đây nè. Tạm biệt Quá Nhi. Ý, Dương Ngân Lượng rồi. Dương Ngân Lượng. Dương Ngân Lượng rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Rồi nha. Mệt quá. Chịu từ, chịu từ. Ừ. Ăn bánh mì không khô lắm. Ăn chung với cái này nè cho nó ngon. Mẹ con làm ở nhà. À, để chú tôi thử coi. Ừ. Ngon. Dạ. Đồ nhà làm có khác. Má còn chắc cưng còn dữ lắm đó nha. Má làm cái món này cho con ăn á. Má con á thương con lắm. Con cũng thương má con nữa. Cực chẳng đã con mới lên Sài Gòn con đi mừng á chứ. Chú tôi biết không, có nhiều hôm á con nằm mấy phòng á có một mình con à. Con nhớ má con gần chết luôn vậy á. Tội nghiệp không? Nghĩ làm xa kiếm tiền mà, đúng không? Dạ. Mà mình đi kiếm tiền rồi, có tiền rồi lúc đó mình mới thấm thiết. Tiền thì dễ kiếm. Nhưng mà cha mẹ thì khó tìm. Chú nói đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vậy á, con định là Tết này á, con về con ở với má con luôn. Ừ. Dạ tự vì má con bị mù mà. Vậy à? Dạ thương lắm. Thôi, ráng đây làm dành dụng vốn liếng. Rồi về dưới mần ăn rồi phụng dưỡng cha mẹ ha. Con tính vậy là được lắm á. Chú tôi ăn miếng gì đủ rồi, cảm ơn con. À, nhảy đi, nhảy đi, đỡ tôi nha. Nhảy đi mà lên. Anh nhớ đỡ tôi á. Lẹ lên, tôi nhảy nè. Ai? Yeah.
ai ngu lần thôi. Nó lòng nào. Ê, mấy mốt rảnh nhớ ghé nhà chú Tư chơi nha con. Tạm biệt Diêm Ca. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà Cú đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến xa bà đi nghe. Trời ơi, xe gì mà đón khách giống như đón phi hành động vậy trời? Hả? Người ta kêu ngừng là phải ngừng đón khách chứ bộ cần khách hả? Chạy mới vậy? Bực bội à? Chửi gì hả? Ôi ôi ôi. Dạ. Chết con bò nữa rồi. Đó 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 đó. Là gì? Có một chiếc xe máy theo dõi tụi mình á. Đâu có không? Mày làm ơi. Mày lái xe kiểu gì à? Trời. Ê. Ê trời đất ơi. Dừng lại đi. Tụi này lì với sao lì luôn. Đó. Dạ. Mày đi nói chuyện với tụi nó là tụi mình không có dừng xe đâu. Mở cửa. Ê. Nè. Ơi. Con đó. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Nó quýnh kìa bà ơi. Ai biểu mày đưa mặt cho tụi nó quýnh làm cái gì? Bà biểu với ai? Tao biểu mày đưa cái mặt ra nói chuyện với tụi nó. Chứ tao đâu có kêu mày đưa mặt cho tụi nó quýnh đâu. Bà nói gì mà nghe được hả? Ai xa. Thiếu là vô dụng mà. Cầm lái đi, tao trả thù cho mày. Dạ. Ê, nó lái xe được không? Dạ không. Trời đất ơi. Dừng lại. Dừng lại đi. Dừng cái con khỉ máu á. Hồi nãy hai người ăn hiếp em tôi phải không? Không có đâu. Giả mà hiếp nhỏ hả? Không. Bây giờ ăn lại nè. Hay. Tôi kêu dừng lại là để cho tôi tìm bạn. Tìm cái gì? Hả? Tìm đồng bọn của hai người phải không? Hay à. Mày lo lái xe đi. Trời ơi. Tao nói mày nghe, tao kêu xe dừng lại để tao lên tao tìm vợ tao chứ bảo. Vợ về đây hả? Đừng đánh nữa. Dừng lại. Đó, nhỏ chân ngắn này nè là vợ tao đó. Dạ ôm nhé, cầm nhau mày chồng tôi đó. Mày biết chưa? Em ơi, em về đi em. Không thể em về đâu. Trời ơi, coi hai vợ chồng gì kỳ vậy? Cần gì phải hỏi, chắc chắn là chuyện trai gái rồi. Ừ. Ê, nó bậy gì không phải. Đừng có hiểu lầm. Nói nghe, bà giận bà bỏ tôi bà đi là tại vì tôi nuôi mèo đó. Cái gì? Hả? Nuôi mèo nè. Bộ mèo là tao nông nổi mà sao mày giống tao hoài vậy? Ai biểu ông nuôi mèo? Thấy chưa? Ông nuôi mèo kìa. Đáng đời. Cái gì? Ông có phải, mấy người đừng có hiểu lầm. Tôi nuôi mèo đây á là tôi nuôi mèo bốn chân chứ không phải nuôi mèo hai chân, hiểu chưa? Trời ơi. Cảnh ghê. Sao không? Nhà tôi con cái á, nó đều lên Sài Gòn hết trơn hết trọi rồi. Có hai vợ chồng già hữu hỷ với nhau như này nên mà nuôi con mèo cho vui cửa vui nhà đó mà. Nhưng mà anh thích nuôi mèo, tôi thích nuôi chứ. Hả? Đói mèo cái nào cũng muốn chứ. Không cần không mà tự nhiên cãi nhau. Nuôi heo đi. Tao xin con chó về cho bà nuôi đi. Nuôi chó cho đó đi làm. Có xin người ta con chó đực rồi, người ta nói đợi gì nào nó đẻ người ta cho. Có chó rồi kìa. À. Nuôi chó mới gì? Nè, tôi nói cho nghe nè. Người ta đi xa quê, người ta Tết, nhưng người ta về tới đoàn tụ gia đình hạnh phúc. Đúng rồi đó. Hai người đang sống hạnh phúc vậy tự nhiên bây giờ bỏ đi là sao? Thôi đi về đi, về đi. Có chó mới về. Về đi mà. Về đi cô ơi. Về đi. Rồi về đi. Về. Nuôi chó mới về. Nuôi chó, có chó mới về. Lâu. Để xuống nghe về nè. À. Ủa, quái gì? Đi đâu đây? Không ai lên nữa kìa. Dư ngân lượng, mang theo chở cho cô nè. Ủa là sao? Cô nhớ là cô trả đủ rồi mà. Đâu có, dư tới 2.000 lần đó. Mày đi cái thằng kia, có 2.000 cũng chạy theo nè. Chứ vậy, tốn tiền Uber gần chết, thằng đen. 2.000 đâu có nhiều đâu. 150 lần đó. Hả? Thấy chưa, thằng đen. Có 2.000 cũng chạy theo được. Đúng là thằng đó không. Thằng bạn con nó bình thường không? Dạ, bình thường. Tụi con quen nhau ở đâu? À, tụi con quen nhau ở cái diễn đàn Võ Lâm. Tấm cám đại chiến đó chú, chơi game, vui lắm. Chỗ đó bình thường không? Chỗ đó bình thường lắm. Nhưng mà nè, con có bình thường đâu nghe. Ừ.
con là bá chủ của cái diễn đàn đó luôn á. Nghe chưa? Nghe chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Khoan. Ủa cái vỏ đâu phải của tôi. Vậy chú? Hả? Vỏ qua đâu? À, đừng giỡn nha, cái vỏ này để đã về đây mà. Ừ. Đức, mất rồi. Là mất cái món đồ gia bảo hả? Tao sẽ liều mạng với bốn đứa tụi nó. Nè. Nè. Không có bằng chứng thì mình nghi kỵ người ta mà mang tội con. Ừ. Bằng chứng cái gì? Tụi nó không lấy thì ai lấy? Đúng rồi. Nè, nãy giờ đâu có ai léo hánh lên đây đâu. Chắc mấy người dưới không có ai lấy đâu. Đừng nghi ngờ tầm bậy. Bây giờ muốn biết hay không á, thử là biết liền. Đúng rồi đó đó, thử từng người một luôn. Tôi thử cô cái trước. Khoan. Gì? Thấy con gái đẹp, tôi tức. Để ra tao. Em gặp lại. Em có vô tình. Chị muốn hỏi gì? Nghe chị là thấy tổn thương rồi. Hay lắm. Thấy gái là tươm tước. Ngồi ở đây. Này chị đi. Anh á, có vô tình cố ý lấy cái à? Này ơi. Không, ý em là anh có vô tình anh lấy cái này phải không? Cái này trời ơi, không có anh ngủ tiếp đi anh. Đi mất. À chú ơi, chú có Không. Rồi xong. Ê, hình như là có cái gì đó nó không bình thường. Trời ơi, từ khi bước lên xe tới giờ có cái gì bình thường chết liền. Xử luôn bốn đứa còn lại. Địch đến. Nè, tôi đưa cái hộp cho anh rồi. Tại sao anh chưa đưa tiền cho tôi? Dạ. À, lật lỏng không rồi, tôi lật mặt luôn. Chị, cái này nè, anh định chiếm hết cái hộp không gì vậy chị? Cái gì? Không có, không biết gì chưa. Hai người này cũng đồng lõa luôn nè. Hả? Nó bậy. Nó bậy gì, tôi có bằng chứng hết. Nè, chú tôi. Mất hộp phải không chú? Thấy chưa, ổng gật đầu là ổng ý không nói hả? Ba người lấy cái hộp á. Ông lắc đầu kìa. Ông lắc đầu để ông nói ha, ba người có thứ không xài được. Ê, được chưa? Đừng ba nào bố đợi gì hết chưa? Nó chuyện vô hấp nè hả? Vô hấp người ta vậy? Tại vì vô hấp người ta vậy? Té nói gì kỳ vậy té? Trời ơi. Ủa? Ôi. Đánh ở nhà. Ta đem về ta chia cho không chịu. Chị tình. Cái miệng nó lúc nào cũng hoạt động trước cái não nó hết á. Mà nó sống được tới giờ hay thiệt. Cái thằng này, cái mặt mày to, tại sao ốc mày teo vậy mày? Tí nào? Tôi không biết. Tí nào? Gỡ cái bàn nào vừa ra. Lắm. Dạ, tí. Còn mắt kìa. Dạ, tí. Ủa tía, trùng hợp ghê. Tía có khỏe không? Bốn đứa con long lân quy phụng, làm gì mà có mặt lên cái xe này? Theo dõi tía phải không? Cải trang kiểu này phải không? Có phải là vì cái hộp gia bảo không? Phải không? Tụi con làm tía thất vọng quá mà. Cũng tại tía. Tía em đưa cái hộp cho chị em con sớm chị. Để tụi con bài đã biết bao nhiêu chuyện vậy. Đưa cái gì? Cái hộp gia bảo á bây giờ. Sao té? Nói không té? Té! Hộp đồ mất rồi. Ôi mất rồi, sao vậy? Nói cái gì? Không nói nhiều nữa. Một là hai người giúp tôi này tìm được cái hộp. Hai là giúp đôi hộp đồng. Được. Là giúp đôi nữa chứ gì? Đúng. Đúng cái gì mà đúng? Có tiền đâu mà đợi. Vô mặt hả? Làm gì dữ vậy? Thì cùng lắm tụi này đi kiếm cái hộp cho mọi người. Ừ. Coi như này biết điều á. Mà biết chỗ nào đâu kiếm. Ai? Tôi này bàn bạc kỹ rồi. Tía chỉ rời cái vỏ trong hai lần. Nên chỉ có hai người có khả năng là thủ phạm. Người thứ nhất là người mặc áo màu xanh, đeo bông như con khùng, trong những hát bước xuống xe đầu tiên. Còn người thứ hai là cái thằng thôi như hành, xuống xe ở chợ Vinh. Mà bức cái gì hoài vậy? Bức đâu? Có đâu mà bức. Ta đang tạo nét. Thôi đi.
Cái điều chủ yếu bây giờ là phải tìm cái thằng Củ Hành đó trước, đúng không? Thằng bé. À, dạ không phải, ý của em á là mấy anh chị cũng đúng lắm, nhưng mà em thấy mình kiếm cái nát chú sẽ hay hơn. Bởi vì sao? Bởi vì theo kinh nghiệm 10 năm nhiều chuyện của em á, thì em nghe lớn được là hôm nay á, cái gánh hát đó nó sẽ chạy xô từ Vĩnh Long xuống dưới Sóc Trăng. Bởi vì vậy mình xuống Sóc Trăng trước nó sẽ tiện hơn, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Đi đi. Ghé bên Linh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang, Sóc Trăng đón chờ, nghe lời sao cô nàng bằng bánh ngon môi dừng em bánh bé dung thơ. Tao thi dạ 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 ta đã đậm gì dân dẹp loạn, nàng ở nhà thái giả đổi lòng tội có thể thứ tha cho được. Tôi không dung tha cho này có. Trả cái hộp này cho tôi. Xin đừng manh động. Ê, thằng nào đánh tao vậy? Tụi em chỉ muốn tìm cái hộp của tụi em thôi à. Tụi bị mất cái hộp thiệt mà. Hộp gì? Nè, cái hộp này nè. Nhiều lỗ quá. Ê, xíu kìa. Cái giờ này không có trật tự gì hết vậy? Giờ rồi hả? Sao rồi? Sao rồi? Cái bà đó bà bị sợ mấy cái lỗ hình tròn nên bà xỉu rồi. Gì kỳ vậy? Ủa, sợ gì sao vậy? Sạm gì? Cái bệnh đó có thiệt đó. Vậy là phải ba lây. Thì đúng rồi. Đừng nói nhiều nữa, cho xe chạy đi. Vậy thôi đến cái nhà trọ thôi. Ai đã tìm chỗ nghỉ? Chạy luôn trong đêm đi. Tôi lái từ sáng giờ mười mấy tiếng. Bà lái mười mấy tiếng rồi đó. Không cần biết. Bằng mọi cách phải tìm được cái hộp, càng sớm càng tốt. Đi. Nhưng mà bà không có sức sao bà lái được. Ừ. Muốn ngủ thì đền 200 triệu. Đúng rồi đó. Rõ chưa? Có 200 triệu không kìa. Thì đừng ngủ, lái xe tiếp đi. Lái. Sao? Rồi lái xuyên màn đêm. Quý vị vừa nghe xong chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Sau đây là chương trình kể chuyện đêm khuya. Các bạn thính giả nghe đài thân mến, câu chuyện các bạn nghe sau đây hoàn toàn hư cấu và không có thật. Nếu các bạn muốn tin nó là có thật thì nó sẽ là có thật. Lặng nhất. Câu chuyện xảy ra vào một đêm không trăng không sao. Con đường tỉnh lộ bình thường vẫn nhiều xe qua lại, nhưng không hiểu sao đêm nay lại vắng vẻ khác thường. Gió bắt đầu thổi từng cơn rợn rợn. Làm gì vậy? Lạnh quá anh hai. Bác Tài đang buông chén, ngáp một hơi thật dài. Có cần minh họa cho giống gì không trời? Thì bỗng đầu bên vệ đường xuất hiện một cô gái tóc dài mặc đồ trắng đang đứng dậy tay. Bác Tài liền dừng xe. Không được dừng. Mắc gì không dừng? Cô gái lên ngồi kế bên một hành khách. Được dạ.
ơi, trời ơi, con thấy ma thiệt đó Tiên. Tiên thấy rồi. Tiên ơi, con ma nó còn kêu anh con, Tiên ơi. Tiên thấy rồi. Giờ giờ sao Tiên? Tiên không biết. Ai làm sao bà lên trên đó được vậy? Tại bà tự nhiên dừng xe lại chi vậy? Mở cửa cho anh lên nữa. Vì vậy bây giờ ai lên đó đuổi bà xuống giùm tôi đi. Mày chịu khách hàng đi, đi đi đỏ. Tao không đi đâu. Đúng đắn là tôi chân à. Ủa? Nóng tiêu rồi. Mà đánh ghe lên xe người ta đã chú nóng tiêu trời đi bắt đầu mọi người ơi. Đi hẳn về nhà đi. Ủa sao nó ấm ấm vậy? Anh đi hẳn về nhà nha. Thằng muốn về nhà. Bắt ma đi rồi, bắt nó đi rồi. Không có vui. Ủa tào lao. Tại sao tao phải ma hả? Gì đâu. Thôi nhẹ nhàng chút xíu đi cho bớt căng thẳng. Bệnh nhân cao khoảng 1m6, da trắng, tóc dài, có vết bớt hình móng ngựa. Ai thấy nữ bệnh nhân ở đâu xin lập tức liên hệ bệnh viện tâm thần trung ương. Xin cảm ơn. Trong đó là nói Hằng á. Đang nói con đó hả? À, Hằng muốn về nhà. Hằng nhớ ba má. Hằng muốn về quê ăn Tết với ba má. Về quê ăn Tết vui lắm. Tết có bánh bánh tét nè. Có mai nữa. Về quê ăn Tết vui lắm. Nhưng mà bác sĩ xấu dễ sợ. Bác sĩ không cho Hằng về quê ăn Tết với ba má. Bác sĩ xấu tính. À, chú nhớ đưa Hằng về quê ăn Tết với ba má nha. Ừ, chú sẽ đưa con về ăn Tết với ba má con. Ăn Tết với quê vui lắm. Vui lắm. Ừ, giỏi nha, chú sẽ đưa nha. Chú sẽ đưa con về quê ăn Tết. Nè, đậu đỏ. Dạ. Vui lắm. Cái tin nãy á, người ta nói người ta có đọc số điện thoại con còn nhớ không? Dạ nhớ. Vậy à? Vậy thì tốt quá. Nhà bé Hằng gần đây nè, cho nó xuống rồi đi tiếp. Ai cháu? Đi tìm cái hộp trước. Đúng rồi. Đi tìm được cái hộp á, rồi muốn giúp con khùng con điên gì thì giúp. Trời ơi, nhà bé Hằng gần đây nè, cho nó xuống rồi đi tiếp sao đâu. Không có thời gian gì mấy người đâu. Đừng có nói nhiều. Một là quanh xe lại, không ai được tao quăng con khùng đi xuống xe đó. Khùng, đến đi. Mấy anh quá đáng rồi đó. Làm gì mở miệng cái con khùng đóng miệng lại cũng con khùng vậy? Mấy anh có lòng thương người chút được không? Không thấy nhỏ tội nghiệp hả? Mày là con gái, có quyền gì xen chuyện của mấy anh mày hả? Tao là tiếp anh tao xen được không? Mày quá đáng mà. Đậu xanh. Dạ. Xe này chở Hằng về nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi. Tuấn lệnh. Mày chạy kiểu gì vậy mày? Tao tại cái thắng. Nè, ăn Tết xong nhớ vô bệnh viện chứ bệnh rồi chưa? Đừng có đi lang thang nữa đó. Đâu nữa? Em sẽ đi tìm anh. Cho vừa. Mày đặt dặn dò hả mày? Nè, giờ tìm nhà của anh được chưa? Trong lòng giáng xuân mơ mộng, cánh chim bay về tổ ấm
con lại đến bên cha mẹ, cánh hoa mai nở sau hè. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với tuổi thơ. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với gia đình. Anh hai, anh hai kia hai, nhà nó kia. Ê, dừng xe, dừng xe anh. Mở cửa ra. Sao chị không mở cửa vậy? Nó bị kẹt rồi. Anh hai, mở cửa ra. Trời ơi. Coi chừng á. Mở cửa ra đi. Đừng có leo. Trời ơi, nó lẻn vô nhà. Dạ. Ê, cái gì vậy? Đâu? Mày giấu cái hộp ở đâu? Cái hộp gì tôi đâu có biết. Được rồi. Mở cửa ra coi. Đánh ta kìa, đang quánh còn ta kìa. Mở cửa ra coi. Mày vô kiếm cái hộp đi. Dạ. Đó là anh hai. Buông tôi ra coi. Tao mở cái cho rồi. Anh hai ơi. Anh ơi. Có rồi anh hai ơi. Nè anh hai. Tay trước giật chứng là mày còn chối nữa hả mày? Nè, mày tiếp cận tía tao. Mày cho tía tao ăn. Để mày ăn chấm cái vỏ còn đúng không? Mở hộp ra coi tấm bắt đầu còn trọng không? Anh hai. Làm gì đâu. Oh my god. Lên ra đây mà đồ nào. Thôi. Anh ơi. Buông ra. Tôi lấy tao bắt đầu của tía rồi kìa. Đúng rồi đó. Nín. Mày nghe tao nói nè. Chưa bao giờ trong chiếc hộp đó mà có tấm bản đồ nào nằm ở trong. Hả? Chú nói gì vậy? Ờ? Vậy em qua giờ tụi tôi chở cái gì? Mọi chuyện đều do tía sắp đặt. Tía đã dụ tôi còn đi theo tía. Nhà mình từ nào giờ không có cái bản đồ kho báu. Chính tía nói với má con là tía đi Sài Gòn lấy bản đồ kho báu về tìm kho báu đào lên. Tía làm vậy mà có được hả? Tía biết ông bà nay con bỏ biết bao nhiêu xô đi theo tía không? Tía ơi là tía, con bỏ hết thai chứ đi làm mất bao nhiêu tiền thưởng của con. Tía nói đi, tại sao tía làm như vậy? Tụi con đâu có rảnh mà giỡn với tía chứ. Cái lý do đó đối với tía giờ không có quan trọng nữa. Tí nữa xe về tới cầu kè. Tí về nhà. Rồi xe này chở thẳng tụi con lên thành phố. Không cần, tụi con tự về. Con không cần. Con tự về. Mẹ đừng có vậy mà được không? Hình như có gì đó sai đúng không? Sai thiệt chứ hình như gì nữa. Dừng sao? Dừng xe lại. Không hả? Dừng xe. Em đi. Bộ có dừng lại giờ hả? Trời, xe dừng kìa. Tôn trâu kìa. Quẹo tay trái. Quẹo vô. Dừng xe lại đi. Trời ơi. Bình tĩnh. Trời ơi, cái thằng nó đứng rồi. Quẹo trái đi bà hai. Mấy người đừng có la nữa. Trời ơi, im coi. Gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến. Ủa, tại sao xe tới mà mọi người không chạy vậy? Ủa, sao mọi người chạy nhanh hơn con vậy?
chung được với bà đâu bà, tôi xin lỗi bà. Hai ơi, em còn chưa cứu được em bé nữa hai ơi, sao giờ hai ơi? Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, giờ sao thế? Mọi người yên tâm đi, mày sẽ cưới được con bé, mọi người sẽ được về quê an táng. Tụi mình còn tiền chiêu cuối cùng mà, nhớ không? Hả? Hả? Cái gì hơi của bà đó hả? Mày tin tao đi. Anh ơi, gần đây có con đường nào vắng không có người qua lại không? Chạy hai cây số nữa sẽ có con đường vắng. Nhưng mà cuối đường là bờ sông. Anh dẫn tụi tôi tới đó đi. Khoan 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 khoan. Chuyện gì nữa? Anh giúp tôi thêm một chuyện nữa. Năm trăm mét rồi sẽ tới đường rơm. Mọi người cần hỗ trợ gì nữa không? Gần tới đó, anh nói với mọi người là tránh xa nó hết nha. Trong vòng phạm vi 10 mét là không có ai được đứng đó. Mà biết rồi, nhớ nhanh. Rồi, bên. Mọi người chặt vô. Cái gì? Chúng tôi vẫn chưa làm xong mà. Cẩn trương lên bà con ơi. Cẩn trương lên. Mày đợi vô đi. Thôi mày đợi đi chứ. Không, mày đợi đi. Mày hãy nói với Tim á là rốt cuộc chị hai cũng làm được điều tử tế ngay đó. Có ngay đó. Chắc chắn đến nơi còn tử tế gì nữa. Mày đợi đi. Không, tao không cần. Mày đợi đi. Tôi cũng không cần đâu. Mày đợi đi. Mày đợi đi. Ông đợi đi tới tôi rồi. Đúng rồi, ông đợi đi tới tôi rồi. Tế, tế đợi đi tế. Con là con gái, con đợi đi. Tế không có đợi đâu. Đợi đi tế. Tế không đợi đâu. Trời ơi. Tế xin lỗi tụi con. Tại tía, tại tía nhớ tụi con quá. Tía mới tin dụ tụi con về quê ăn Tết với tía má. Ba năm nay tụi con không về, tía má buồn, nhớ tụi con lắm. Tía không ngờ cớ sự như vậy. Tía xin lỗi tụi con nha. Chết ơi. Chào chào anh, ngồi xuống đi. Chúng mày tên hả? Chết ơi.
Lên coi đó. Mày chở xe bây giờ. Không hoài. Đi đâu mà vội mà vàng. Mày chắc phải đá mà hoàng phải vậy. Ê. Trời đất ơi. À. Coi đó. Thiệt là cái thằng. Trời ơi. Tết tới nơi rồi mà còn hại nhau nữa. Hại cái khỉ móc á. Tao mà không hối mày á, là mày chở cái chuyến này không có kịp về quê mà ăn cơm để đón giao thừa với tía má đâu. Nè. Còn bà sao? Về luôn không? Thôi đi đi. Vậy tôi về á. Mùng 4 tôi lên lại. Ê, mày bỏ chứ đi Bangkok thiệt đó hả? Tao thấy khách trả tiền nhiều quá mà. Thôi, tao về quê tí má tao. Năm nào tao cũng chạy số hết á. Tội nghiệp, ông bả giờ già hết trơn rồi. Ủa, không về quê ăn Tết hả con? Dạ, con đi mua đồ, chiều nay con về. Dạ, chứ không chừng nào về nha cô. Không về Tết rồi con. Chiều mai là cô chú ra sân bay đón đó. Dạ, dạ chúc cô chú ăn Tết vui vẻ. Anh nghĩ sao mà anh đòi về quê ăn Tết với tía má? Anh phải ở đây ăn Tết cùng với bà ngoại. Để có gì ông bả vui. Qua năm còn cho tiền mình làm ăn. Ê Lân, một cùng hai tao có sao đi tỉnh. Cá xê ngon lắm, đi với tao không? Cá xê ngon lắm hả? Ừ, sân khấu lớn nữa. Trả lời sớm á, lên trước nha. Má ơi, má ơi. Má. Đó. Má ơi. Má ơi. Con nhớ má qua má ơi. Con nó cũng nhớ con nữa. Trời ơi, tội nghiệp con trai tôi. Đậu xanh. Má. Má khỏe không má? Khỏe. Con đi đâu mà lâu quá vậy? Dạ thưa tía. Con mình đã về rồi nè ông. Tía. Con biết vô nhà cúng rồi hả? Vô. Vô nhà hai ơi, má ơi. Giờ rồi vô cúng đi. Ờ. Tía. Tía. Trời ơi. Tía. Bà ơi, tụi nó về nè bà. Má. Tía. Tía.
Trời ơi, mừng quá. Lâm đi, Lâm đâu? Dạ, anh hai, anh lên. Con cái đầy đủ kìa. Có cục vàng của tôi nữa. Trời ơi, trời ơi. Kìa, ôi, con. Ôi trời ơi. Thằng Lân đâu rồi? Chắc anh ba đi diễn về không kịp á té. Thôi kệ đó, không sao. Có nhiều vui nhiều ha. Vô, 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 vô cúng ông bà tổ tiên. Dạ. Đi vô, đi vô, với ông nội nha. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, làm cha mày nè. Ba nè. Trời ơi. Nè. Trời ơi, vui quá. Bây giờ chạy cơm lại cho tôi ôm chết coi nè. Xa suốt năm vất vả bôn ba bao lâu nhớ quê không thể về nhà thôi lắng lo gác lại anh ơi tết nay nhất định vui chơi để xe mua vé quê mình rồi mời không cần quà cáp không cần lo lắng miền cười tươi tắn áo tết mới sang tân bừng trong nắng ba mẹ trong ngóng ông bà trong ngóng chân sự chỉ mưa như lên đi về đón mừng tết sang tết sang tết sang tết sang tết sang cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà bà con anh em tôi chúc mọi người tết sang tình vui như nước một năm mừng vui no ấm bên nhau hãy cười thiệt nhiều dẹp đi bao nhiêu lo lắng ta cùng với nhau ăn tết thiệt vui ăn tết thiệt vui cùng chơi xa lắng ăn tết thiệt vui. Không cần lo lắng miệng cười tươi tắn đón tết mới sang tưng bừng trong nắng ba mẹ trong ngóng ông bà trong ngóng chân chừ chỉ nữa nhớ lên đi về đón mừng tết sang tết sang tết sang tết sang tết sang cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà bà con anh em tôi chúc mọi người tết sang thật vui như nước một năm niên vui no ấm bên nhau hãy cười thiệt nhiều dẹp đi bao nhiêu lo lắng ta cùng với nhau ăn tết thiệt vui ăn tết thiệt vui cùng chơi xa lắng ăn tết thiệt vui cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà bà con anh em tôi chúc mọi người tết sang tưng vui như nước một năm niên vui no ấm bên nhau hãy cười thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà bà con anh em tôi chúc mọi người tết sang tưng vui như nước một năm niên vui no ấm bên nhau hãy cười thiệt nhiều dẹp đi bao nhiêu lo lắng ta cùng với nhau ăn tết thiệt vui ăn tết thiệt vui cùng chơi xa lăn ăn tết thiệt vui cùng chơi xa lăn ăn tết thiệt vui em men hả anh đâu đó con bé nó chờ mày xình thiệt coi kìa nhưng mà không sao có tình yêu là có tất cả. Mẹ ơi, em mẹ, hay hay, chị thương ơi.